Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phong. Realme 5i. Ôi trời ơi, nào Realme 5 này, Realme 5 Pro này, Realme 5S này, bây giờ là Realme 5i. Chỉ với cái series Realme thôi, Realme 5 thôi á, chúng ta đã có tới 4 phiên bản khác nhau và đây là phiên bản này. Mình nghĩ chắc là cuối cùng mang về Việt Nam rồi. Sắp tới chúng ta sẽ có những sản phẩm như Realme 6, các thứ Realme 7 các thứ thì sao đó sao. Nói chung là hôm nay mình sẽ cùng các bạn mở hộp ở trên tay nhanh về bộ đôi Realme 5i, hai phiên bản màu sắc như mình đang có ở đây. Một cái thì nó là màu xanh lá cây, còn một cái thì nó là màu kiểu xanh blue một tí. Còn phụ kiện bên trong các bạn sẽ vẫn có sạc cáp như bình thường, không có điều gì cả. Một trong những thứ mình khá là thích với cái bộ đôi Realme 5i, hai cái hộp mình đang có ở đây, đấy là full màu vàng luôn. Nhìn cái hộp cũng thấy nó đáng yêu, cute, phô mai que đừng có hỏi luôn. Nói chung là nhìn cái hộp đã thấy ưng rồi đấy các bạn ạ. Ok, quay trở lại vào sản phẩm chính của chúng ta. Đây là hai chiếc Realme 5i của mình, đi mượn được thôi. Và nếu như các bạn muốn sở hữu cho mình chiếc điện thoại này, một trong những chiếc điện thoại thực sự rất là tốt trong cái tầm giá khoảng tầm 4 triệu đồng chính hãng ở thị trường Việt Nam, thì có thể tham khảo thông qua link phía bên dưới phần mô tả video tại Sell.net nhé. Mức giá là 4.290.000 cho phiên bản 4GB và 64GB bộ trong. Thế nhưng mà chắc chắn các bạn sẽ nhận được những chương trình ưu đãi khi mà đặt trước tại đây. Ví dụ các bạn là S VIP này sẽ được giảm 300k nữa, chỉ còn là 3990 thôi. Các kiểu, nói chung là ok, vậy thì nó sẽ có những cái gì. Ok, thì nhìn từng thứ một đi, một trong những cái mà mình cảm thấy thích nhất chính là cái phần mặt lưng. Các bạn có thể thấy là khi mà mình đánh sáng theo kiểu như vậy đó, ánh sáng góc đó, thì nó sẽ tạo ra những cái đường vân ánh sáng nhìn khá là độc lạ. Đây các bạn có thể thấy những cái đường vân này, đỉnh không, đẹp không? Thì đây là một trong những cái chi tiết mà bản thân mình đánh giá là thú vị. Nó là những họa tiết đường đồng tâm, nhưng mà tâm ở chắc là góc này, để mà bung ra. Và nó là kiểu dạng lưng nhựa nhám, giúp các bạn có thể cầm nắm trong tay tốt hơn. Có thể nhiều bạn sẽ cảm thấy không thực sự hài lòng cho lắm với cái họa tiết kim cương bong bóng của Realme 5, thì đây sẽ là một sự lựa chọn khác thay thế tốt hơn dành cho các bạn. Hay là với hai phiên bản màu sắc ở đây như là blue này hay là green này, thì nó cũng có thể nói là phù hợp hơn với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Đấy, cụm camera 4 ống kính vẫn có hiện hữu đầy đủ ở đây, tức là không khác biệt gì quá nhiều. Mình thích ở Realme một điều, đấy là họ không có bất cứ những cái chứng chỉ gì nó lằng nhằng vướng víu phía mặt lưng, chỉ logo và thêm một vài những họa tiết điểm xuyết thông số kiểu nhìn cho nó xịn sò các thứ mà thôi. Ok, mặt lưng đẹp đúng không? Rồi, quay vào đến phía bên trong đi, thì chúng ta sẽ có những cái gì? Đó, thực ra là mình cũng đã set up trước một chút xíu để mà mình chia sẻ cho nó dễ rồi, chứ bây giờ mới cài đặt các thứ nữa thì mất việc lắm. Thì với Realme 5i, các bạn cứ hiểu đơn giản là chúng ta có một chiếc Realme 5 nhưng thay đổi và khác biệt đi một vài thứ ở phía mặt lưng. Thì cụ thể là các bạn vẫn sẽ có con chip Snapdragon 665. Và những cái phiên bản mình đã nói ở đây rồi là nó sẽ có 4GB RAM và 64GB bộ trong. Vậy nên nó sẽ giúp cho các bạn có một cái hiệu năng ổn hơn, trơn tru hơn, và sẽ khiến cho các bạn có một cái cảm giác sử dụng nó đã hơn, chơi game nó cũng sướng hơn rất là nhiều. Và như ở đây các bạn có thể thấy là nó trống còn khoảng 46,2GB khi mà mình đã cài một tát là các cái ứng dụng các kiểu rồi. Và 4GB RAM thì cũng sẽ khiến cho các bạn sử dụng thoải mái hơn, trơn tru hơn. Với Snapdragon 665 thì có lẽ là các bạn cũng không cần phải đắn đo quá nhiều về cái mặt gọi là nó có lag hay không, nó có trơn tru trong những cái tác vụ mà các bạn sử dụng hàng ngày hay không, nó có mượt mà hay là không. Thì cái đấy thì khỏi phải nghĩ đi, không phải xoắn đi quá nhiều. Điểm AnTuTu mình chấm nó gọi là xương xương được thì nó vào khoảng tầm 172.000, và cái điểm GPU cao khoảng 33.000, thế nên anh em cũng không cần phải đắn đo quá nhiều về việc game đâu. Nhưng nếu như các bạn thực sự quan tâm thì mình sẽ vẫn làm một cái video test game. Anh em quan tâm thì yêu cầu phía bên dưới nhé. Rồi, hãy nói đến cái camera một chút đi. Thì ở mặt sau các bạn cũng sẽ có tới 4 camera. Một camera chính với độ phân giải là 12 chấm, khẩu độ là f1.8, một camera góc rộng 8 chấm, một camera macro 2 chấm và một cái ống kính camera đo độ sâu trường ảnh giúp các bạn xóa phông hơn với độ phân giải là 2 chấm nữa. 4 camera đặt dọc, và cái quan trọng là để cho nó đỡ bị thô, để cho nó đỡ bị trống, thì Realme đã khéo léo đặt đèn flash bên cạnh cũng như là một cái giải trang trí đây, một vài những thông số nhỏ nhỏ. Nói chung là cái cách làm này nó vừa khiến cho cái cụm camera đỡ bị lệch tông sang một bên, mà nó vừa khiến cho cái mặt lưng trở nên đẹp hơn. Thú vị, nhỏ thôi nhưng mà thú vị. Hay là cái camera selfie của máy có độ phân giải là 8 chấm thì thôi, cũng không có điều gì để phải suy nghĩ quá nhiều. Được cái là góc nó rộng đừng hỏi luôn, và khả năng chụp hình selfie của Realme với ColorOS thì khỏi phải nghĩ đi các bạn ơi, không việc gì mà phải xoắn đâu. Pin của máy có dung lượng là 5000 mAh. Khả năng tiếc là sạc sẽ chỉ có công suất là 10W và nó sử dụng cái cổng micro USB. Tức là nói chung là cũng không khác gì nhiều so với con Realme 5 thông thường cả.
Và Redmi 5 trước đây được đánh giá là một trong những thiết bị tốt nhất tầm giá dưới 4 triệu chính hãng, thì con này mình tin là nó cũng sẽ mang lại cho các bạn những trải nghiệm tốt tương tự mà thôi. Giá cắm tai nghe 3.5mm đương nhiên là vẫn sẽ có đầy đủ trên cái sản phẩm này. Thế nên nói chung là cái điểm nhấn của con Redmi 5i này nó đến từ pin, nó đến từ con chip, nó đến từ kích thước màn hình hay nó đến từ cái thiết kế mặt lưng đằng sau thực sự là rất đẹp và nó hữu ích trong cái quá trình mà các bạn sử dụng hàng ngày. Và các bạn nghĩ sao về chiếc điện thoại này, về con Redmi 5i này? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video và đừng quên là đặt trước tại CMNet để mà nhận rất nhiều ưu đãi kèm theo, giảm giá sản phẩm để chúng ta có một mức giá tốt hơn. Link sẽ phía bên dưới và mình sẽ ghim comment để các bạn tiện theo dõi hơn. Còn bây giờ thì bye.